giữ hình ảnh công bộc. Kính thưa quý vị, Hội đồng kỷ luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế vào tuần đầu tháng 6 năm 2023 đã họp và có kết luận xử lý đối với cán bộ vi phạm là ông Trờ BT, Phó trưởng ban phong trào của đơn vị. Với hành vi say xỉn, có lời lẽ và hành động phản cảm nơi công cộng, ông T bị cơ quan kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì vi phạm về đạo đức, nếp sống văn minh. Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ sau chương trình biểu diễn ca Huế tại khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm, đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế. Vị khách say xỉn được xác định là ông Trờ BT, được chủ thuyền và người dân hỗ trợ đưa từ thuyền rồng lên bờ trong tình trạng không làm chủ được bản thân, có dấu hiệu sử dụng nhiều rượu bia. Người này nôn ói, cởi áo và quần dài rồi la ó, chửi bới, làm loạn cả khu vực bến thuyền. Vụ việc có nhiều người dân địa phương và du khách chứng kiến. Cùng thời điểm này, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định cách chức trưởng Công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam, điều chuyển ông này về Công an thành phố Hạ Long để nhận nhiệm vụ mới. Ông Nam là người lái ô tô sau khi đã uống rượu và đi sai làn đường, dẫn đến va chạm giao thông với ô tô khác. Sau va chạm, ông Nam còn có hành vi đe dọa người khác, ứng xử thiếu văn hóa, chuẩn mực đạo đức, tạo hình ảnh không tốt về chiến sĩ Công an nhân dân. Với các vi phạm trên, ngày 22 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long họp và thống nhất thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam về mặt đảng. Đã là cán bộ công chức viên chức, hẳn ai cũng phải biết rõ về trách nhiệm, đạo đức công vụ và chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử. Trên đất nước này có hàng vạn cán bộ công chức luôn mẫn cán, hết mình phục vụ nhân dân. Rất nhiều tấm gương cán bộ, bộ đội biên phòng, cô giáo, cắm bản, trèo đèo, lội suối, đến với dân ở các bản làng heo hút, vận động con em đồng bào đi học, chăm lo cho đời sống của dân. Rất nhiều cán bộ hết lòng giúp dân phòng chống lụt bão, cứu trợ dân. Rất nhiều gương cán bộ chính quyền, cán bộ đảng, công an, quân đội hy sinh cứu người, giúp đỡ người dân. Điển hình như những cán bộ phòng cháy chữa cháy lao mình vào cứu lửa để cứu người. Ở những cơ quan hành chính tại nhiều tỉnh thành, nụ cười niềm nở, thái độ tiếp xúc ân cần và hết mình giải quyết công việc cho dân là hình ảnh đẹp, thân thiện, dân mến yêu, kính phục. Người dân luôn có cái nhìn công bằng, sẵn sàng phê phán những gì chưa đẹp và luôn yêu mến những cán bộ hết mình vì dân. Vì lẽ đó phải nhân lên hình ảnh đẹp và chấm dứt những hành động sai trái, những cử chỉ hành vi làm xấu hình ảnh của cán bộ. Hình ảnh cán bộ cũng là hình ảnh đại diện cho cơ quan, tổ chức trước dân, do đó phải luôn gìn giữ đẹp đẽ, luôn xứng đáng là công bộc của dân. Đề nghị cấm ngân hàng ép người vay mua bảo hiểm, thống đốc nói gì? Kính thưa quý vị, đại biểu Quốc hội đề nghị các tổ chức tín dụng cấm ngân hàng ép người vay vốn mua bảo hiểm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho rằng các quy định đã đầy đủ tại pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Ngay trước phiên thảo luận về luật các tổ chức tín dụng sửa đổi chiều ngày 10 tháng 6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã có báo cáo tiếp thu giải trình bước đầu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại tổ về dự án luật này. Trước đó tại thảo luận, tổ báo cáo của Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay, nhiều ý kiến đề nghị dự thảo luật bổ sung các hành vi bị cấm như môi giới trái phiếu doanh nghiệp không đúng quy định pháp luật, lôi kéo ép buộc khách hàng phải mua sản phẩm bảo hiểm trước khi được vay vốn. Hành vi bán chéo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là những hành vi gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. Có ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của ngân hàng trong việc bán bảo hiểm nhân thọ và trái phiếu doanh nghiệp tại trụ sở của ngân hàng để tránh rủi ro cho hàng triệu khách hàng đang giao dịch với ngân hàng hiện nay. Cũng có ý kiến đề nghị xem xét bổ sung các quy định đủ sức răn đe đối với hoạt động ép mua bảo hiểm khi người vay tiếp cận các nguồn vốn vay. Giải trình về vấn đề này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, đối với hành vi môi giới trái phiếu doanh nghiệp không đúng quy định, hiện nay theo quy định tại dự thảo luật thì các tổ chức tín dụng không được thực hiện hoạt động môi giới trái phiếu. Còn về hành vi lôi kéo ép buộc khách hàng phải mua sản phẩm bảo hiểm trước khi được vay vốn, bán chéo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bà Hồng cho hay, hiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã có quy định các nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm nhằm đảm bảo việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, Nghị định 98 năm 2013 cũng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, cũng có quy định xử phạt đối với hành vi ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức. Như vậy, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã có quy định xử lý đối với các hành vi ép buộc mua bảo hiểm. Khi tổ chức tín dụng ký kết dịch vụ đại lý bảo hiểm, cung cấp sản phẩm bảo hiểm phải đảm bảo tuân thủ cả pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, bà Hồng nhấn mạnh trong báo cáo. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng thông tin, tại dự thảo luật chính Quốc hội lần này cũng quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng phải thông báo công khai quyền nghĩa vụ của khách hàng đối với từng loại sản phẩm dịch vụ đang cung ứng. Tránh quyền tự quyết, ngân hàng tập trung vào một ông, bà chủ nào đó. Quý vị thân mến, theo Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung,
cần chính quyền tự quyết tập trung vào một ông bà chủ nào đó, hạn chế điều hành của tổ chức phục vụ cho các công ty sân sau và nhóm lợi ích mà tổn hại đến ngân hàng hoặc nhóm cổ đông nhỏ. Góp ý dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá tình trạng sở hữu chéo, thao túng lợi ích nhóm trong lĩnh vực ngân hàng vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Đặc biệt là việc huy động vốn để cho vay giữa các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của các tập đoàn kinh tế tư nhân. Theo ông, dự thảo luật giảm điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của các cá nhân tổ chức mang tính đại chúng, các tổ chức tín dụng, giúp cơ cấu cổ đông ngân hàng thông thoáng, lành mạnh hơn. Điều này tránh quyền tự quyết tập trung vào một ông bà chủ nào đó, hạn chế điều hành của tổ chức phục vụ cho các công ty sân sau và nhóm lợi ích mà tổn hại đến ngân hàng hoặc nhóm cổ đông nhỏ. Tuy nhiên, theo ông Trung, thực tế vẫn tồn tại cổ đông lớn đứng danh hoặc không đứng danh hội đồng quản trị để điều hành, nắm cổ phần chi phối và điều hành hoạt động ngân hàng. Các quy định trong dự thảo mới chỉ mang tính kỹ thuật, cần bổ sung thêm hai vấn đề là tăng cường vai trò của ngân hàng nhà nước để hạn chế hành vi lạm quyền cổ đông lớn, quyền quản trị điều hành, thể thao túng hoạt động của các tổ chức tín dụng. Hai là thêm giải pháp, biện pháp để kiểm soát việc lách luật, sử dụng nhiều cá nhân khác đứng tên cổ phần nhóm cổ đông lớn để điều hành tổ chức tín dụng. Thiếu tướng Trung nói, về vấn đề cung cấp thông tin cho các cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm, dự thảo luật quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng. Tuy nhiên, ông Trung cũng cho hay trong thực tiễn, tội phạm công nghệ cao, đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng rất phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng. Sau các vụ việc, lực lượng công an ngay lập tức truy xét dòng tiền, phong tỏa tài khoản. Nhưng với các quy định hiện hành thì không thể đáp ứng được việc phong tỏa kịp thời, các đối tượng ngay lập tức chuyển tiền đi rất nhanh nên tỷ lệ thu hồi được tiền rất ít. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm cần quy định rút ngắn thời gian phong tỏa tài khoản, có thể giao cho chính phủ nghiên cứu quy định chi tiết nội dung này. Về quy định tính chính danh khi mở tài khoản ngân hàng, theo ông Trung, trong đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao thời gian qua, nổi bật lên các thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả mở tài khoản nhằm gây khó khăn, tránh né. Theo ông, cần luật hóa quy định tính chính danh khi mở tài khoản. Đồng thời, trong luật này cần có quy định cụ thể về các điều kiện bắt buộc các tổ chức tín dụng phải có nền tảng công nghệ, cơ sở vật chất trong nhận diện khách hàng để đảm bảo tính chính danh. Yêu cầu tổ chức tín dụng có trách nhiệm rà soát, phát hiện và phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về tài khoản không chính danh. Đặc biệt, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị không quy định ngân hàng nhà nước có thẩm quyền điều tra vi phạm pháp luật về lĩnh vực ngân hàng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. We'll be right back.